Tính theo giá phố cổ. Về Hội An nữa không? Về Hội An của Quảng Nam cũng vậy à, đắt lắm. Đi bộ thì vui. Bộ thì vui đi cho biết. Như mình đi Đô Hải, Nha Trang như thế. Còn người đây thôi. Bây giờ ông nói đó. Mua nào người đây là ba sáu phố phường. Chơi lên đây làm chuyến taxi lên thì có 3-40 bạc. Bác có điện thoại nó rất là ngay nơi dẫn này cái nào chúng ta đi Hồng Hà xuống tầm chỗ mong quận đấu thì nó khách sạn nhà nghỉ như kiến luôn. Ở đây cái khoản chơi bời có đắt không bác? Đấy, không biết. Mình không quan tâm. Bởi vì quan tâm nói là dài. Đầu tiên đi cân mẹ một khách sạn Kim Liên rất nhiều phòng và ở hơi lịch sự, giá thì lại rẻ. Khách sạn công đoàn cũng kiểu thế, ở mấy khách sạn công đoàn được. Khách sạn công đoàn rẻ, khách sạn công đoàn ở chỗ Trần Minh Trọng ngay đây này. Khách sạn công đoàn phải. Khách sạn công đoàn cũng hay. Trung tâm đây ra Hồ Gươm rồi này, Gươm ở đây, Hồ Hoàn Kiếm này, từ chỗ Hồng Hà ra đây thì gần lắm. Đấy, qua cái đê đấy thì lại sang phố cổ này luôn này. Chẳng qua là chắc là nó muốn tìm cho các bác là cái chỗ gần gần phố cổ đây này. Cổ thì gần hồ đây được rồi, tay cũng được kia. Gần hồ đây mà chơi được rồi. Đi đâu thì xa. Có điện thoại trong tay mà không biết tận dụng và sử dụng. Có như là hỏi cái đồ nhà khách sạn công đoàn, khách sạn kia, xong là nó cho số cái thì mình gọi điện xuống là tôi muốn thuê phòng như thế này, như này bao người mà ra bao tiền, ok đến là đến luôn. Bắt bột đúng không? Ừ, các đâu không ấy không nhận chứ cho còn mình trong người, tay có mình phải làm. Người quen ở đây đầy chứ cho con không nhờ. Cứ đi lòng vòng tìm cho nó ốm người vậy. Nhờ người ta đặt cho phát này. Trước năm ngoái tụi em ở khách sạn ATS trong quân đội ấy. ATS quân đội ở đâu? Ở cái chỗ kem Tràng Tiền đấy. Ở chỗ đấy 400 Tràng Tiền. Ở đấy là 57, quên cũng nhắc 57. Đường Tràng Tiền đấy. Ừ, 57 Tràng Tiền ra vừa hồ. Đi kem người kia cầm đấy. Đấy, mà thời ăn lịch sử có ăn uống cho tại chỗ luôn. Tràng Tiền. Cái thằng kia là đứa cái